Một cậu bé có thể cưới mấy trăm người vợ chỉ vì cậu ta sống mãi không già. Hôm nay sẽ giới thiệu với mọi người bộ phim Kỳ ảo vĩnh viễn. Cô gái Yumi đến một nhà nọ làm giúp việc. Cô đã gặp cậu bé Achi ngay ở ngoài cửa. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Trong ngôi nhà này chỉ có một bà cụ và Achi sinh sống. Ngày đầu tiên đi làm, cô tận tâm tận lực dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà. Tất cả mọi thứ thoạt nhìn đều bình thường, chỉ là trong một góc Yumi không nhìn thấy, bà cụ vẫn luôn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm cô. Đến buổi tối, Achi vô cùng thích thú với những món ăn Yumi nấu, còn mời cô ở lại đây tối nay. Yumi đành phải từ chối, bảo rằng ngày mai mình sẽ tới. Sau khi kết thúc công việc về nhà, bạn trai cô chỉ chăm chăm nghịch điện thoại, không hề hỏi han cô, còn chê bai mùi mồ hôi trên người cô. Điều này khiến Yumi đau lòng không thôi. Đến hôm sau, Yumi vừa đi đến nhà chủ, Achi vội xông đến ôm chầm lấy cô. Không hề để ý đến mùi mồ hôi trên người cô, Yumi vô cùng vui mừng. Đối với cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện này càng gần gũi hơn. Thậm chí thời gian rảnh rỗi còn ngồi kể chuyện thiếu nhi cho cậu nghe. Nhưng khi Achi nghe đến đoạn kết hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau, bỗng trở nên rất tức giận, còn nói rằng mọi người đều sẽ chết trước cậu bé. Lúc này Yumi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ hỏi bố của cậu bé đâu rồi. Achi vô cùng bình tĩnh nói rằng bố đã mất sớm. Sau đó Yumi hỏi đến mẹ cậu bé. Không ngờ lần này Achi lại chỉ thẳng tay vào cô. Lúc này bà cụ bưng một cốc nước trà vào. Yumi vừa mới kể chuyện xong chẳng nghĩ gì, cứ thế cầm cốc trà lên uống. Nhưng chỉ lúc sau cô bắt đầu mê man. Đến khi cô tỉnh lại thì phát hiện mình bị cởi hết quần áo đang nằm trên nệm. Bà cụ giải thích rằng lúc cô ngã xuống đã làm bẩn quần áo, vì thế nên mới cởi ra để đi giặt. Hiện giờ có thể mặc trước cái váy trắng này đã thế, nhưng đến khi Yumi mặc xong, ánh mắt của hai người nhìn cô cũng ngày càng kỳ lạ. Nội tâm bất an khiến cô muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thế nhưng giờ đã không còn xe về nhà nữa, Yumi đành phải ở lại đây một tối. Cô cũng gọi điện thoại nói lại với bạn trai mình. Achi ở bên cạnh bỗng ôm chặt lấy Yumi, hy vọng có thể đi tắm cùng cô. Đối với thỉnh cầu từ một đứa trẻ thì Yumi cũng không nghĩ gì nhiều, bèn đồng ý. Lúc đang tắm thì Achi lại nói muốn cô gả cho mình. Yumi chỉ cho là lời nói đùa của trẻ con, bèn đồng ý. Mà bà cụ đứng ngoài cửa nghe được điều này xúc động không thôi. Đến sáng hôm nay đã không còn thấy bóng dáng bà cụ trong ngôi nhà. Achi nói với Yumi rằng bà cụ đã về nhà bà ấy rồi. Chuyện này khiến Yumi rất tò mò, nơi đây không phải là nhà của bà cụ sao? Cô vừa ngẫm nghĩ vừa đi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, sau đó vô tình phát hiện ra bí mật của Achi. Một cuốn album đã cũ, trong đó có rất nhiều tấm ảnh chụp Achi cùng với những cô gái trẻ tuổi, thậm chí có cả ảnh chụp cùng với bà cụ khi còn trẻ. Hơn nữa các cô gái ấy đều mặc bộ váy giống y bộ váy Yumi đang mặc. Bỗng Achi xuất hiện ngay bên cạnh cô, chỉ hỏi cô rằng khi nào thì hai người kết hôn. Yumi đã phát hiện ra điều bất thường thì sao có thể đồng ý. Cô muốn mượn cơ hội ra ngoài mua thức ăn để bỏ trốn, nhưng ánh mắt Achi thay đổi, các cửa ra vào và cửa sổ đều bị chặn lại bởi một sức mạnh không thể giải thích. Dù cho cô chạy hướng nào thì Achi đều có thể xuất hiện ngay trước mặt cô. Yumi không còn cách nào khác đành phải tìm kiếm cơ hội thông qua việc gọi điện thoại cho bạn trai bảo anh mau đến cứu cô. Vừa ngắt điện thoại thì đã bị Achi cầm lấy ném ra ngoài. Sau khi dùng bữa bọn họ còn phải chụp ảnh cưới. Trước khi chụp ảnh, Achi không quên nhắc nhở Yumi đừng để khuôn mặt mình khó nhìn như vậy. Mà lời này thì cậu đã nói vô số lần rồi, cậu ta là người sống mãi không già, cứ mấy chục năm sẽ đổi một người vợ. Mà trên mặt mỗi người vợ mới đều là vẻ không tự nhiên, có lẽ đều bị bắt ép. Mỗi khi các cô ấy già đi, Achi đều sẽ nghĩ cách lừa một người vợ mới. Những người vợ trước của cậu đều muốn rời đi càng sớm càng tốt. Lần này tìm thấy Yumi, đúng lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa, chính là bạn trai của Yumi vội đến. Có điều anh ta không phải là đối thủ của Achi, còn chưa kịp nhìn mặt bạn gái lần cuối thì đã bị giết chết ở ngoài cửa. Còn Yumi sẽ phải đối mặt với ngôi nhà cũ kỹ này mãi mãi, cho đến khi có một cô gái trẻ khác đến gõ cửa. Câu chuyện này lấy cảm hứng từ bộ phim Bóng Ma Trong Nhà Hát. Dĩ nhiên bọn họ có thể ở bên nhau thật lâu, nhưng tôi cho rằng cuộc hôn nhân như vậy không tồn tại. Dùng sự sợ hãi để ràng buộc hai người với nhau thì không thể gọi là tình yêu. Review phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.